hay người ta gọi là yêu cầu nhất định đối với ngân hàng thương mại đều giảm mặt bằng lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp. Trong khi đó mặt bằng lãi suất cho huy động chúng ta đều hiểu rằng không thể hạ thêm được nữa. Do đó thì chúng tôi cho rằng là cái lợi nhuận của các ngân hàng nó sẽ không được tốt như là 6 tháng đầu năm. Thì các anh chị lưu ý là về cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là như thế. Và điều đấy nó cũng là bình thường thôi, thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường trong khoảng tầm 6 tháng đến 9 tháng tới. Ngoài ra thì cái một số cái thông tin kinh tế vĩ mô nó cũng được đẹp, ví dụ như PMI tháng 6 hạ xuống mức 44 phần điểm, thì tôi cũng lưu ý các anh chị rằng là nó mang tính nhất thời nhiều. Thì tại thời điểm tháng 7, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh có những cái siết nhất định, tuy nhiên Bắc Ninh hay là Bắc Giang thì người ta đã quay trở lại sản xuất bình thường. Đồng thời trong năm nay thì chắc chắn là chính phủ cũng sẽ đẩy mạnh cái tiêm vaccine, thì tôi cũng kỳ vọng là đến tháng 8 tình hình nó sẽ ổn thỏa hơn. Xin hết với anh chị. Dạ vâng, kính thưa các anh chị, sau đây chúng tôi sẽ cập nhật về diễn biến thị trường chứng khoán thế giới và trong nước trong tuần vừa qua. Thì trong tuần vừa qua thì ngoại trừ thị trường Mỹ thì thị trường chứng khoán thế giới phần lớn là giảm điểm, khi mà biến thể Delta của Covid-19 đang gây ra những cái đợt lan rộng trên khắp các khu vực, kể từ châu Âu đến châu Á, và dòng tiền có xu hướng trở lại các thị trường chứng khoán an toàn như Mỹ, và đây vẫn là một nơi an toàn hơn với lượng tiền dồi dào và bằng lãi suất thấp. Chính vì vậy nên trong tuần qua thì chúng ta thấy là chỉ số chứng khoán Mỹ đều có tín hiệu tăng nhẹ, hai chỉ số chính đều 0,2 và 0,3%. Châu Âu thì cũng phục hồi nhẹ, còn khu vực châu Á thì gần như là giảm điểm ở các thị trường chính như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Đấy, nhìn chung là khu vực châu Á và Đông Nam Á thì đang có tín hiệu là giảm điểm rất là rõ, và nhất là ở những cái bộ chỉ số lớn. Điểm thứ hai là trong tuần qua thì chỉ số S&P 500 vẫn tiếp tục hướng lên cái vùng đỉnh cao mới. Thì cái thông tin cơ bản vẫn giúp cho thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại sau những cái nhịp điều chỉnh, đó là kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu tài chính và ngân hàng đã giúp cho các cái chỉ số tiếp tục trong xu hướng phục hồi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng nhận thấy là sau những cái nhịp tăng kéo dài thì cái nhịp tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong cái thời gian gần đây nó đang có xu hướng chậm dần, cùng với cái đà chậm lại của cái tốc độ tăng của tổng tài sản của Fed, nên là đây cũng là yếu tố mà chúng ta cần theo dõi. Điểm thứ hai là về chart kỹ thuật thì chỉ số S&P 500 đang ở vùng rất là cao rồi, và cái vùng kháng cự tiếp theo của S&P 500 là vùng 4.537 điểm, là nó sẽ là cái vùng kháng cự mạnh trong cái thời gian tới, và đây cũng là cái điểm mà chúng ta theo dõi khi mà RSI của S&P 500 cũng bắt đầu vào vùng quá mua ở mức 71.4 điểm. À, sau khi Fed họp ngày 15-16 tháng 6 thì chúng tôi có thống kê là từ thời điểm Fed họp đến nay thì tiền tệ của các thị trường mới nổi và trong khu vực châu Á và Đông Nam Á thì đều giảm rất là rõ. Và nếu như trong tuần trước thì Thái Bạt là một trong những cái đồng mà bị giảm chỉ khoảng 2%, thì đến tuần này, tính từ ngày 15 tháng 6 thì đến tuần này Thái Bạt đã bị giảm khoảng 4%. Trong đó những các đồng như Colombia, Peso, Philippines, Brazil cũng đều giảm từ trên 3-4% cả. Đây là một trong yếu tố mà chúng tôi cho rằng là cái rủi ro của các những cái phiên họp Fed gần đây đã bắt đầu chiết khấu vào thị trường tiền tệ. Và khi mà các tiền tệ của thị trường mới nổi đang có tín hiệu giảm như này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái dòng vốn vào cái khu vực châu Á và Đông Nam Á cũng như là khu vực emerging nói chung. Thì chúng ta thấy là sau khi mà tiền tệ mất giá như vậy thì chúng ta thấy là trong 2 tuần nay dòng vốn rút rất là mạnh ra khỏi cái khu vực emerging market, và trong đó thì chúng ta thấy là cái thống kê ở đây thì thấy là khi mà Đài Loan bị mất giá khoảng hơn 1% thì thị trường chứng khoán Đài Loan trong cái tuần vừa qua đã bị rút khoảng 1,6 tỷ đô, Hàn Quốc bị rút khoảng 1,5 tỷ, Nhật Bản thì bị rút 2,7 tỷ và các thị trường khác ở khu vực ở châu Á và Đông Nam Á, ví dụ như là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia đều bị rút khoảng từ 30 đến 50 triệu đô la Mỹ. Và riêng Việt Nam thì trong tuần vừa qua thì có tín hiệu là vào dòng. Việt Nam là một trong những điểm sáng về dòng vốn ngoại trong ngắn hạn, trong đó thì trong khu vực thì đang bị rút rất là rõ. Và về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam thì chỉ số VN Index đã có cái tuần giảm đầu tiên sau 3 cái tuần tăng liên tiếp, và đây cũng là cái tuần mà chỉ số VN Index chạm cái đường trend line kể từ nối các đỉnh từ năm 2020 đến đỉnh tháng 1 năm 2021, và đến nay thì khi nối các đỉnh đến đây cũng là cái vùng kháng cự rất là quan trọng. Và tuần vừa qua là cái tuần mà
giảm điểm rất là mạnh và chỉ số VN-Index đã xóa đi cái đà tăng của 3 tuần trước đó. Và như chúng tôi đã chia sẻ trong tuần trước, khi mà chúng tôi cảnh báo là chỉ số VN-Index đã có những tín hiệu phân kỳ và RSI đang ở mức cao, thì đến tuần này thì RSI từ mức là khoảng 80 bắt đầu là giảm xuống 64. Điều đó chứng tỏ là mỗi khi RSI mà vào những vùng quá bán thì đấy là một điểm mà chúng ta cần rất cần theo dõi khi mà rủi ro điều chỉnh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và đến thời điểm này thì VN-Index đã điều chỉnh và chạm xuống cái vùng hỗ trợ của cái đường MA band mà chúng tôi kể đây là vùng 1347 điểm, và có thể sẽ tiếp tục retest quanh cái vùng 1.300 trong tuần này. Về diễn biến chung thì thanh khoản là có tín hiệu tăng trở lại, và thanh khoản khớp lệnh bình quân chiến HDX thì tăng được 4% so với tuần trước khi mà đạt khoảng 24.000 tỷ. Và cái thanh khoản này được diễn ra khi mà hệ thống giao dịch mới được đưa vào vận hành và khá là trơn tru, và đặc điểm là cái thanh khoản tăng mạnh ở nhóm VN30 cũng như ở nhóm ETF gỗ. Và một điểm nhấn nữa đó là cái việc thanh khoản được đẩy lên cũng là một phần đến từ cái hoạt động bắt đáy đầu tiên không thành công mà buộc các nhà đầu tư bắt buộc phải hạ tỷ trọng vào phiên cuối tuần, và do vậy nên là thị trường đẩy mạnh cái thanh khoản tăng cao hơn so với tuần trước. Và bên cạnh đó thì việc khối ngoại quay trở lại mua dòng cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta thấy là giúp thanh khoản gia tăng trong tuần này. Và về diễn biến của các ngành thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua theo phân ngành risk sector thì gần như là đa phần các ngành đều có tín hiệu giảm bị giảm giá rất là rõ, và duy chỉ có nhóm consumer là cái nhóm mà vẫn duy trì được cái mức tăng nhẹ so với các nhóm còn lại. Nhưng mà đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cần rất chú ý khi mà gần như là tất cả các nhóm ngành thị trường trên thị trường đều bị bán rất là mạnh trong cái tuần vừa qua, và riêng chỉ có nhóm consumer, tức là cái nhóm mà liên quan đến hàng tiêu dùng điện máy điện tử, bắt đầu có tín hiệu là phục hồi giá và vẫn duy trì được mức tăng. Ví dụ những cổ phiếu như BWG, Easy World là những cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ cái việc là Thành phố Hồ Chí Minh đang bị cách ly, do đó nên là cái nhu cầu mua sắm hàng hóa máy móc bắt đầu tăng trưởng rất là mạnh trở lại. Về cơ cấu của các nhóm nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư cá nhân vẫn đang bán dòng tuần thứ hai liên tiếp. Nếu như ở tuần trước chúng tôi cảnh báo là khi nhà đầu tư cá nhân bắt đầu bán dòng thì đây trong tín hiệu mà rất là cần thận trọng, sau 11 tuần họ mua dòng liên tiếp thì đến tuần này nhà đầu tư cá nhân tiếp tục duy trì cái mức bán dòng là khoảng 1.941 tỷ, và cái nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước thì bán dòng là 689 tỷ. Và đây là hai nhóm mà gần như là đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán trong cái tuần vừa qua. Và mỗi khi nhà đầu tư bán dòng thì chúng ta nhớ lại cái thời điểm tháng 1 năm 2021, đầu, tức là đầu năm nay, khi nhà đầu tư họ, cá nhân họ bắt đầu bán dòng một chút rất là mạnh thì thị trường cũng có cái nhịp giảm rất là đáng kể. Và đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là cái hành động nhà đầu tư cá nhân rất giống cái giai đoạn của thời điểm giữa đến cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Và chính vì vậy là chúng ta vẫn phải theo dõi cái hành động của nhà đầu tư cá nhân. Nếu trong trường hợp mà họ tiếp tục duy trì cái bán dòng thì chúng ta có thể sẽ cần phải thận trọng trong ngắn hạn. Và điểm tích cực trong tuần vừa qua đó là nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu là mua dòng trở lại với giá trị mua dòng là 2.574 tỷ. Tức là nhà đầu tư nước ngoài thì trong tuần vừa qua rất bất ngờ họ mua dòng và đã cân lại cái áp lực bán dòng của khối nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước. Và đối với nhóm nhà đầu tư nước ngoài thì giá trị mua dòng trở lại trong tuần vừa qua, cụ thể trên HX là mua dòng 3.281 tỷ, mua dòng là 2.631 tỷ. Và tập trung vào những cái cổ phiếu như là NDB, VHM, mua dòng thông qua khớp lệnh là 2.651 tỷ. Và phần lớn cái giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài trong cái tuần vừa qua đều thông qua khớp lệnh. Kể từ đầu năm đến nay thì khối ngoại đã bán trên sàn HSX là 25.000 tỷ, và riêng thông qua khớp lệnh là 39.900 tỷ. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng là đây là một cái năm mà bán dòng mạnh nhất của nhóm nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong vòng 10 năm qua, và phần lớn là bán dòng thông qua khớp lệnh, và mua dòng thông qua thỏa thuận chỉ có khoảng 14.000 tỷ thôi, và bán dòng tận khoảng gần 40.000 tỷ. Đây là con số rất lớn mà chúng ta cần để tiếp tục theo dõi. Và trong tuần vừa qua thì cái điểm nhấn rất quan trọng đó là cái quỹ Fubon đã tiếp tục giải ngân trở lại, và họ giải ngân rất là mạnh
và trong tuần vừa qua họ đã huy động được thêm 43,49 triệu đô và đã giải ngân rất là mạnh tay vào thị trường chứng khoán Việt Nam vào cái phiên, tôi nhớ không nhầm là phiên thứ ba rồi, thứ ba, và sau đó là quỹ VNM ETF cũng giải ngân trong tuần vừa qua là 6,09 triệu đô. Tức là tính trận tổng trong cái tuần vừa qua thì nhà đầu tư nước ngoài mà giải ngân qua kênh ETF là khoảng 43,49 triệu đô. Đây là con số giải ngân theo tuần cũng rất là lớn. Và chính vì vậy nên là khi mà họ giải ngân qua nhóm VN30 và các nhóm ETF thì làm cho thanh khoản cái nhóm này tăng lên cũng khá tốt và cũng giữ được mức giá và thanh khoản cao. Và kể từ đầu năm đến nay thì Việt Nam đã huy động được thông qua kênh ETF là 184 triệu đô, vẫn tập trung vào hai quỹ lớn đó là quỹ Fubon ETF và quỹ Diamond ETF với hơn 300 triệu đô. Còn lại các quỹ như là VNM ETF thì khoảng 29 triệu đô, và quỹ mới của Mỹ là quỹ CUBS thì là cũng đã mới giải ngân trong tuần trước được 1,7 triệu đô. Thì về cơ bản thì chúng tôi nhận thấy là các dòng vốn chủ động thì gần như là đang có tín hiệu rút, còn riêng các dòng vốn thụ động qua kênh ETF thì vẫn đang vào. Nên là đây là một trong yếu tố mà có thể nó là một cái giai đoạn chuyển tiếp đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn, khi mà họ vẫn tập trung chủ yếu là vào thông qua kênh ETF nhiều hơn. Về phân tích kỹ thuật thì chúng tôi sẽ nhận thấy rằng là sau một cái nhịp mà chỉ số VN-Index đã chạm những vùng kháng cự mạnh thì bắt đầu có xuất hiện tín hiệu điều chỉnh, thì câu hỏi đặt ra là bây giờ là thị trường đã đạt vùng đỉnh hay chưa. Thì chúng tôi cho rằng là nếu mà nhìn về kỹ thuật thì ngắn hạn thị trường mới đang báo hiệu là cái vùng điều chỉnh mà thôi, và cái vùng đỉnh ngắn hạn của thị trường xoay quanh ngưỡng là 1.420 là có thể sẽ tạm thời là vùng đỉnh kỹ thuật ngắn hạn, và thị trường sẽ điều chỉnh kỹ thuật trong cái thời điểm mà gần như các thông tin về kết quả kinh doanh và thông tin kỳ vọng về hệ thống giao dịch mới cũng đã được ra gần như là ra hết. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là phần trăm của những cái cổ phiếu trong cái rổ VN-Index nằm trên MA20 thì đã giảm về mức rất là thấp, tức là đã có khoảng 80% cổ phiếu trong rổ VN-Index nằm dưới MA20. Và thông thường ở các vùng đáy ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà cái chỉ số này nó nằm về khoảng 13 đến 14% thì thông thường là thị trường bắt đầu tạo đáy, và đến chốt tuần vừa rồi thì cái số phần trăm cái số mã nằm trong rổ VN-Index mà giảm dưới MA20 chỉ còn nằm trên MA20 chỉ còn khoảng 20%, tức là chúng ta còn đâu đấy biên độ khoảng từ 13 đến 20% nữa là sẽ thị trường có thể sẽ vụ tạo vùng đáy kỹ thuật giống như đã từng diễn ra ở vùng đáy tháng 7 năm 2020, vùng đáy kỹ thuật vào tháng 10 năm 2020 hay vùng đáy vào cuối tháng 1 năm 2020, khi mà cái phần trăm cái nhóm cổ phiếu nằm trong rổ VN-Index mà nằm trên MA20 chỉ còn khoảng 13 14% mà thôi. Chính vì vậy nên là chúng ta thấy rằng là khả năng thị trường có thể sẽ thêm một nhịp điều chỉnh nữa, và về những vùng hỗ trợ thấp hơn, ví dụ như ở đây là vùng sát 1.313, hoặc thấp hơn nữa một chút nữa đó là 1.261 đến vùng 1.280, và đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cần rất là cần chú ý trong cái tuần này. Và nếu mà cái số mã nằm trong rổ VN-Index mà giảm nằm trên MA20 mà giảm về khoảng 13% thì chúng tôi cho rằng là khả năng vùng đáy nó sẽ xoay quanh đâu đó trong tuần này nếu mà có xuất hiện những nhịp giảm mạnh. Còn về nhìn về các cái đường MA thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì VN-Index đã giảm xuyên qua đường MA20 ngày và bước vào cái nhịp điều chỉnh, và một cái điểm nhấn nữa đó là sau khi mà chạm đường MA 50 ngày thì bắt đầu có tín hiệu là hồi phục kỹ thuật trở lại. Cái đường MA 50 ngày nó ở vùng là 1.330 điểm, và đây là một cái vùng mà gần như là hai cây nến vừa rồi là test và đã thành công khi mà đã nằm trụ vững trên cái vùng này. Và chính vậy nên chúng tôi cũng cho rằng là xoay quanh cái ngưỡng 1.300 đến 1.330 điểm sẽ là cái ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn trong thời điểm này. Còn nếu trong trường hợp cái vùng 1.330 mà bị xuyên thủng thì rất có thể thị trường sẽ về lại cái vùng hỗ trợ mạnh hơn, đó là vùng 1.274 đến vùng 1.300, tức là vùng 1.274 nó là cũng gần sát cái đường MA 100 này như chúng ta nhìn thấy ở đây. Nên là có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như vậy để chúng ta có thể kỳ vọng cái vùng đáy kỹ thuật nó sẽ rơi vào đâu đây. Nếu trong trường hợp giảm mạnh thì có thể sẽ nằm ở xoay quanh ngưỡng 275 đến 1.300 là chúng ta có thể xem xét là giải ngân dần. Và nhớ lại cái vùng điều chỉnh của thời điểm tháng 1 thì chỉ số VN-Index
mức sâu nhất đã chạm xuống đường hỗ trợ MA 100 ngày. Chúng ta nhìn thấy là cái mức sâu nhất của VN Index trong thời điểm bán tháo tháng 1 là chạm đường MA 100 ngày, và đến thời điểm hiện tại thì đường MA 100 ngày nó ở vùng 1265 và cũng gần sát cái vùng Fibonacci projection là 1274. Chính vì vậy chúng tôi cho rằng là hai cái vùng kháng cự này nó đang giao thoa, hai vùng hỗ trợ này đang giao thoa và sẽ tạo ra một cái vùng hỗ trợ rất là tốt cho VN Index trong thời điểm này. Và chúng ta sẽ kỳ vọng là đâu đó có đáy kỹ thuật xoay quanh cái ngưỡng này và thị trường sẽ tìm cái vùng cân bằng để chúng ta có thể sẽ có một nhịp giải ngân mới sau những cái giai đoạn điều chỉnh vừa qua. Và về PE thì chúng ta thấy rằng là nhìn trên đồ thị, vùng PE của VN Index trong thời điểm vừa qua gần như là đã đạt mức cao nhất là 19,35 lần là vùng PE hiện tại. Và nếu mà nhìn ở cái vùng cao nhất trong vòng tháng 1 vừa qua thì mức PE cũng là 19.03, tức là cái mức PE từ 19 trở lên là cái vùng mà chúng ta thấy là thị trường cũng rất khó có thể vượt qua. Vừa rồi là mức PE là 19.3 và vùng đỉnh của tháng 1 là vùng 19. Chính vì vậy nên là đây cũng là điểm mà chúng ta cần theo dõi. Nếu PE điều chỉnh từ 19 về những cái vùng thấp hơn như là vùng 17, 16.5 đến 17 lần có thể sẽ là vùng chúng ta giải ngân rất là tốt. Và mức PE forward hiện tại là khoảng 16.1 lần và PE forward thời điểm đáy của tháng 1 nó rơi vào khoảng 14 lần. Đây là một trong những cái mức PE và những là vùng kỹ thuật mà chúng ta cần theo dõi. Và với diễn biến thị trường như vậy thì chúng tôi cho rằng là điều cần nhất giai đoạn này là tiếp tục quản trị rủi ro, giảm margin và không bình quân giá nếu mà chúng ta danh mục chúng ta đang bị kẹt, và đưa tỷ trọng về mức cân bằng hoặc thấp và chờ đợi xem xét giải ngân ở những vùng kỹ thuật mà chúng tôi vừa chia sẻ, nằm xoay quanh những cái vùng như là 1265, 1275 và hoặc là sát cái vùng 1003 để lựa chọn danh mục ưu tiên trong những cái lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là có sẽ tiếp tục có cái triển vọng khả quan trong thời điểm 6 tháng cuối năm. Ví dụ như ngân hàng thì chúng tôi chọn lọc hai mã, đó là MBB và Techcombank. Chứng khoán thì chúng tôi chọn ba mã là SSI, MBS, BSI. Bất động sản thì chúng tôi chọn bốn mã là VHM, DIG, Nam Long và Hà Đô. Thép thì chúng tôi chọn ba mã là Hòa Phát, Nam Kim và Hoa Sen. Dầu khí thì chúng tôi chọn ba mã là GAS, BSR và PVS. Và chúng ta thấy là giá dầu mặc dù điều vừa qua có điều chỉnh nhưng mà vẫn đang neo rất là cao. Và theo dự báo thì có thể đến hết mùa hè này giá dầu có thể chạm với vùng 80 hoặc trên 80. Và chính vì vậy nó vẫn là những cái catalyst tốt cho nhóm cổ phiếu dầu khí. Nhất là năm nay thì giá dầu tăng và kết quả kinh doanh của nhóm dầu khí cũng rất là khả quan. Còn đối với diễn biến của thị trường chứng khoán phái sinh thì chúng tôi cho rằng là chúng ta có thể sẽ quan sát phản ứng tại những cái vùng hỗ trợ như là vùng 1470, 1480 và 1487. Về xu hướng thì phái sinh cũng đã có một vùng đỉnh kỹ thuật bám sát những cái đà của điều chỉnh của VN30 và đang trong cái giai đoạn điều chỉnh và tiệm cận về các cái vùng ngưỡng hỗ trợ, thì chúng tôi cho rằng là có thể xem xét canh long nếu trong trường hợp mà test những cái ngưỡng hỗ trợ như 1470, 1480 và thành công và bắt đầu phục hồi thì chúng ta có thể xem xét long trở lại, vì đây cũng là những cái ngưỡng hỗ trợ rất quan trọng. Còn nếu trong trường hợp mà chỉ số VN30 F1M mà thủng ngưỡng 1470 thì chúng ta có thể ưu tiên cái vùng sâu hơn là 1440 và 1450 để mở các vị thế long. Còn những vị thế sọt mà đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể chốt lời khi mà chỉ số tiến sát những cái vùng hỗ trợ này mà bắt đầu phục hồi thì chúng ta có thể xem xét chốt lời. Về danh mục trong tuần này thì chúng tôi vẫn tập trung vào những cái cổ phiếu lớn và nhóm cổ phiếu tốt trong nhóm ngân hàng như chúng tôi chia sẻ. Riêng MB Bank thì giá chốt tuần này là vùng 41850. Thì như chúng tôi chia sẻ trong tuần trước đó là chốt lời đối với MB Bank ở cái vùng 43-44 và chúng ta kỳ vọng mua lại sau, thì đến thời điểm tuần này MB Bank đã về mức 41850 và chúng tôi kỳ vọng vùng mua theo giá trước chia và đang theo chart ở đây là vùng 35.6 đến vùng 38 và kỳ vọng vùng bán là vùng 43 đến vùng 45. Nhưng trong tuần này thì MB Bank sẽ chốt quyền và về đâu đó có thể sẽ về cái vùng tạm tính là vùng 29 đến vùng 31, thì chúng ta có thể kỳ vọng là sẽ mua khi mà giá BBM điều chỉnh về sau khi chia về sát những cái vùng hỗ trợ thấp. Trong tuần này là chúng tôi sẽ cập nhật lại. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Techcombank. Thì Techcombank là một cái cổ phiếu mà có chất lượng tài sản rất là tốt và khả năng huy động được nguồn vốn giá rẻ và tốc độ tăng trưởng duy trì mức cao. Chính vì vậy nên là
Techcombank là cái cổ phiếu mà gần như là không giảm nhiều trong cái thời gian vừa qua. Chúng tôi tiếp tục chọn Techcombank làm cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư vào 6 tháng cuối năm. Và vùng giá hiện tại đang ở vùng 56.6. Chúng tôi kỳ vọng vùng mua trong cái nhịp điều chỉnh ở vùng 51 đến vùng 54 và kỳ vọng vùng bán ở vùng 60 đến vùng 65. Cổ phiếu thứ ba là trong nhóm ngành thép, đó là Hòa Phát. Thì Hòa Phát là cổ phiếu mà chúng tôi cho rằng là có thể sẽ xem xét tốt khi mà giá xuyên qua những cái ngưỡng hỗ trợ ở cái đường ben dưới như tuần trước chúng tôi chia sẻ, thì tức là vùng giá xuyên qua ngưỡng 50 51 thì đến trong tuần này thì Hòa Phát đã đóng cửa ở vùng 47.3 và đã bước qua cái nhịp điều chỉnh khi mà giá đã nằm dưới vùng MA 20 và MA 50 ngày, đang chạm về các vùng hỗ trợ thấp hơn Fibonacci, và chính vì vậy nên chúng ta có thể kỳ vọng mua Hòa Phát ở những cái vùng hỗ trợ thấp hơn từ vùng 42.5 đến vùng 45, và đây cũng là cái vùng hỗ trợ của các cái đường MA lớn như là đường MA 100 ngày và ngưỡng Fibonacci 8.2%. Chính vì vậy nên là chúng ta có thể xem xét mua Hòa Phát ở vùng 42.5 đến vùng 45 và kỳ vọng bán ở vùng 55 đến vùng 57. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm thép đó là Nam Kim. Thì Nam Kim là một trong những nhóm cổ phiếu mà điều chỉnh trong nhóm ngành thép nói chung trong tuần vừa qua. Thì Nam Kim thì chúng ta nếu nhà đầu tư đã chốt lời xoay quanh cái ngưỡng từ 35, 36 trở lên thì có thể xem xét mua lại ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật ở sát những cái đường MA 100 hoặc là MA 50 ngày. Ví dụ như vùng mua chúng tôi kỳ vọng ở vùng 28 đến vùng 30.5, và chúng tôi cho rằng là nếu mà mua được vùng này thì chúng ta sẽ nắm giữ để kỳ vọng vùng bán từ vùng 38 đến vùng 40 khi mà tốc độ tăng trưởng của Nam Kim vẫn là một mức rất là tốt trong năm nay, và được hưởng lợi nhờ cái giá thép HRC đang neo mức rất là cao. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành chứng khoán đó là MBS. MBS trong cái tuần vừa qua thì cũng đã rung lắc rất là mạnh nhưng mà gần như là không điều chỉnh quá mạnh so với mặt bằng thị trường chung, thậm chí trong những cái nhịp mà thị trường giảm thì MBS đã phục hồi và tăng trở lại, gần như là đã có tín hiệu là phản ứng rất là tích cực so với mặt bằng chung của thị trường. Và cái vùng cao nhất trong thời điểm vừa rồi là cái vùng giá gần sát cái vùng 36, và đóng cửa tuần vừa rồi là MBS điều chỉnh chạm về ngưỡng 32. Chúng tôi kỳ vọng vùng mua đối với MBS ở vùng 28 đến vùng 31 và tương ứng với cái vùng của MA 50 ngày và vùng Fibonacci 23.6%. Chính vì vậy thì chúng ta có thể mua quanh vùng 28 đến vùng 31 và kỳ vọng vùng bán ở vùng 35 đến vùng 40 khi mà thanh khoản chung của toàn thị trường vẫn đang neo giữ mức cao là trên, tính hết những cái tuần đầu tháng 7 là trên 31.000 tỷ của cả ba sàn và đang ở vùng cao lịch sử, và chính vì vậy sẽ tác động rất là tích cực đối với nhóm ngành chứng khoán. Chúng ta có thể xem xét con mua ở các vùng hỗ trợ kỹ thuật và chờ bán ở vùng từ 35 đến vùng 40 vùng giá mục tiêu. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành chứng khoán đó là SSI. SSI cũng là một trong những cổ phiếu đầu ngành trong ngành chứng khoán, và trong tuần vừa qua thì cũng đã có 5 phiên điều chỉnh cũng khá mạnh và đã và đang kiểm nghiệm lại đường MA 20 ngày tương ứng với vùng là 52.4, và đóng cửa tuần vừa rồi của SSI ở vùng 52.6, tức là nằm trên vùng MA 20 ngày một chút, nên là chúng ta có thể kỳ vọng là mua SSI ở vùng 45 đến vùng 48.5 và kỳ vọng vùng bán ở vùng 55 đến vùng 60. Chúng tôi kỳ vọng rằng là SSI nếu mà chạm những cái vùng hỗ trợ thấp như chúng tôi chia sẻ và nhà đầu tư có thể chọn điểm thấp để mua và nắm giữ, từ giờ đến cuối năm nó sẽ có một cái nhịp phục hồi sẽ tương đối tích cực sau khi mà các cái ảnh hưởng của Covid đi qua. Cổ phiếu như trong ngành bất động sản thì chúng tôi chọn VHM trong cái nhịp điều chỉnh này. VHM đã tạo một cái vùng đỉnh kỹ thuật sau khi mà chạm cái đường trendline tăng kể từ năm 2020 đến nay ở cái vùng gần sát vùng 120 và đã điều chỉnh trở lại khi đóng cửa tuần vừa rồi mức 112, và chúng tôi kỳ vọng rằng là có thể xem xét mua VHM trong những nhịp điều chỉnh từ vùng 104 đến vùng 108, xoay quanh ngưỡng MA 150 ngày, và chúng tôi sẽ 50 ngày và 100 ngày đấy. Chúng tôi sẽ kỳ vọng là nếu mà mua được ở vùng này sẽ kỳ vọng bán VHM vùng giá mục tiêu là 120 đến vùng 130, khi mà tăng trưởng của nhóm bất động sản ở VHM vẫn rất là tích cực, tức là tốc độ bán hàng ở những cái dự án. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm bất động sản đó là DIG. Thì DIG thì sau cái nhịp
tăng lại vừa rồi từ cái vùng là khoảng 23-24 thì cao nhất trong cái nhịp vừa rồi là lên ngưỡng khoảng 26-27. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là sau cái nhịp mà VHM tăng vốn và cổ tức thì giá trong cái nhịp vừa rồi của DG đã điều chỉnh rất là khá và về những cái ngưỡng hỗ trợ rất là thấp của Fibonacci như ngưỡng 38.2% và thông thường thì đây là cái ngưỡng đáy kỹ thuật của DG trong các cái vùng điều chỉnh vừa qua. Và về kỹ thuật thì giá của DG đã xuyên qua tất cả các đường MA từ 50, 20 đến 100 và chúng ta kỳ vọng rằng là cổ phiếu sẽ chững lại khi mà chạm những cái vùng hỗ trợ của Fibonacci như ngưỡng 50% hoặc ngưỡng 38.2%. Thì đây có thể sẽ là những ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật và ngưỡng đáy kỹ thuật cũ, ví dụ như đáy kỹ thuật cũ của DG vào thời điểm tháng 1 là ngưỡng 50% và tương ứng với vùng giá là vùng 19.2 sau chia, thì chúng tôi kỳ vọng là có thể xem xét mua đối với DG ở vùng 19 đến vùng 21.5 tương ứng với hai vùng Fibonacci hỗ trợ ở trên và kỳ vọng vùng bán khi mà giá cổ phiếu phục hồi và quay trở lại những vùng kháng cự cũ ở vùng 27 đến vùng 28. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm dầu khí đó là ga, thì ga vẫn là cái cổ phiếu mà chúng tôi cho rằng năm nay có thể ưu tiên mua và trading được. Và đối với ga thì chúng tôi cho rằng là vùng mua có thể nằm ở vùng từ 82 đến vùng 85, nó xoay quanh ngưỡng Fibonacci 50% và ngưỡng MA 50 ngày. Đây là ngưỡng hỗ trợ rất là tốt và chúng ta nếu mà mua ở vùng này thì có thể sẽ nắm giữ tiếp tục, kỳ vọng vùng bán ở vùng giá mục tiêu từ vùng 95 đến vùng 110. Như tiếp theo trong nhóm dầu khí đó là BSR, thì BSR cũng đã tạo vùng đỉnh kỹ thuật và điều chỉnh sau khi mà chạm đường trendline của cái kênh tăng giá kể từ đầu năm 2020 đến nay. Và đối với BSR thì chúng ta có thể xem xét mua xoay quanh cái vùng từ 14 năm đến cái vùng 16.5, tức là gần sát cái vùng này rồi, và kỳ vọng vùng bán ở vùng từ 22 đến vùng 24. Và BR thì cũng đã có hai lần có đáy ở cái vùng từ 14.2 đến vùng 15 năm rồi. Nên chúng tôi kỳ vọng rằng đây là sẽ là cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh trong thời điểm hiện tại khi mà giá dầu vẫn neo ở mức rất là cao và xu hướng tăng vẫn duy trì. Chính vì vậy nên là chúng ta có thể xem xét kỳ vọng mua BR vùng xoay quanh vùng giá 15, 14.5, 15 hoặc là 15 năm và kỳ vọng vùng bán khi mà giá phục hồi trở lại vẫn nằm trong cái kênh tăng từ vùng 22 đến vùng 24 trở lên. Sau đây chính là thị trường xin hết. Xin cảm ơn Hoàng Sơn ạ. Như vậy chúng ta thể thấy quan điểm của phía chỗ khối nghiên cứu đó là thị trường chúng ta thì vẫn đang điều chỉnh và chúng ta sẽ chờ cái vùng quan trọng nhất là vùng từ 1.300-1.320, thứ hai là vùng 1.260-1.280 để kỳ vọng thị trường có thể có xu hướng hỗ trợ cái vùng này. Về phía cái nhóm ngành cổ phiếu thì tôi thấy Hoàng Sơn vẫn khá tập trung vào nhóm ngành mà chúng ta đã vẫn theo suốt trong đầu năm như là nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí. Về phía tôi thì tôi lại đang hơi hơi quan tâm đến ngành bán lẻ, vì thực ra tôi cũng nhìn nhìn cái sóng điều chỉnh như mọi người chia sẻ là gì. Chúng ta điều sẽ điều chỉnh năm 2010 đến giờ ấy. Thì sau một sóng điều chỉnh thì sau đó là có một nhóm ngành cổ phiếu mà nó lại nổi trở lại trên thị trường. Có một số nhóm ngành nó sẽ chạy suốt nhóm hóa phát từ năm 2010 đến giờ, nhưng mà chúng ta nhìn lại chẳng hạn như cái đợt vừa rồi là điều chỉnh tháng 2 năm 2021 đi. Thì sau đợt đó là nhóm cổ phiếu, một là nhóm dầu khí này, thứ hai là nhóm cổ phiếu của ngành chứng khoán này, thứ ba một số cái mã banh như là MB Bank cái thứ thì là tăng rất là mạnh. Thì tôi có định của tôi là sau cái sóng điều chỉnh này cũng có thể một cái nhóm cổ phiếu mới nó sẽ đi lít thị trường, nó sẽ có thể những nhóm mà này cái đoạn đoạn trước thì nó sẽ không có outperform quá quá mức được, khiến cho giá định giá nó không không quá cao ấy. Nhưng đợt này mà khi mà thị trường điều chỉnh thì nhóm cổ phiếu này bắt đầu người ta nhà đầu tư thấy rằng là định giá thì thấp rồi, cái triển vọng thị trường chẳng hạn như triển vọng đầu năm chúng ta nhìn thấy là giá dầu khí tăng rồi là ngành chứng khoán đi lên. Thì khi mà chúng ta bắt được câu chuyện về fundamental như thế thì chúng ta có thể lựa chọn được cái nhóm cổ phiếu mà nó sẽ mạnh. Mà nhìn nhìn bây giờ tôi thấy có vẻ là nhóm bán lẻ đang rất là quan tâm, có vẻ đầu tư cũng đang đang pricing nhóm này thì phải, thì chắc là anh Hoàng Sơn về phân tích thêm một số cổ phiếu ngành ngành bán lẻ thêm ạ, để chúng ta có cơ hội cho nhóm ngành thành công. À, tiếp theo thì tôi xin có một số cái thông tin về cái tình hoạt động của nhà đầu tư.